Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Auto Vượng Phương. Hôm nay cửa hàng em lại có một chiếc xe mới về để phục vụ cho các bác nhé. Một chiếc Mazda 3 sản xuất 2017 phiên bản facelift. Xe thì mang sẵn là biển số Hà Nội và tên cá nhân nhé. Đây là trên phiên bản facelift của nó này. Nó có một vài các điểm nâng cấp hơn so với trên cái phiên bản cũ của nó. Ngoại thất của nó nhìn vào nó cũng sẽ đẹp hơn đấy, theo như cái quan điểm của em. Xe thì đã chạy khoảng độ 5 vạn rưỡi rồi đó, nên là cái chất chất xe bên ngoài theo như quan sát của em ấy, thì còn cũng rất là ok. Ngoại thất màu đỏ, nội thất là ghế da màu đen này. Trên chiếc xe này thì đã được bác chủ xe lên cho cả nhà mình một dàn lốp mới của Yokohama này, còn rất là dày này. Mình đã lời được thêm một dàn lốp khi mà mua xe rồi nhá, các bác yên tâm thoải mái. Ok, ngoại thất là màu đỏ này. Một xíu nữa em sẽ quay để giới thiệu đến các bác vào bên trong nội thất của nó, ghế da màu đen cho các bác nhé. Đó, 30H71282. Xe này mang sẵn biển số Hà Nội này. Ok, em xin phép được quay vào phần trong, phần cốp để cho các bác quan sát hơn nhé. Keo chỉ này, keo chỉ của xe này, phần cốp của nó này còn rất là đẹp luôn ạ. Xe bên em bán ra thì luôn được cam kết về chất lượng xe, không đâm đụng, không thủy kích, giấy tờ pháp lý chuẩn, nên anh em hoàn toàn là yên tâm khi mình mua xe nhé. Mình có thể mang theo thợ thuyền hoặc là mang đi check hãng thoải mái trước khi mình quyết định xuống tiền để sở hữu chiếc xe này nhé. Rồi, ok, xin phép quay cho anh em về cái phần nội thất bên trong của xe này. Ghế da còn rất là đẹp, rất căng đúng không ạ? Toàn bộ các hình ảnh em quay cho các bác, đây là hình ảnh thực tế của chiếc xe luôn. Đó, để các bác có một cái góc nhìn nó thực tế và nó cảm quan nó rõ nhất để mình quyết định khi mà mình có thể xuống tiền mua xe nhá. Rồi, ok. Tiếp theo là phần keo chỉ bên cánh cửa của nó này. Keo chỉ thẳng tăm tắp, đều tăm tắp luôn. Các cái phần ốc bản lề của nó này rất đẹp. Những chiếc xe được bên em mua vào và để đến tay anh chị thì luôn được anh em kiểm tra cực kỳ kỹ, thì các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Đó, đây là em đang quay về cái phần khoang lái để cho các bác quan sát này. Từ cái phần táp mi cửa, chỗ để tay của nó là nó cũng đã có sự thay đổi hơn này. Vô lăng mới này, có đầy đủ cruise control này, đèn pha auto này, gạt mưa cũng auto này. Đấy, gạt mưa auto hết này. Trên phiên bản này được nâng cấp từ phanh cơ lên phanh tay điện tử rồi anh em nhé. Cái màn hình DVD giải trí này của nó cũng được thay đổi, nhìn nó đẹp hơn này. Gương chiếu hậu trong xe thì có tích hợp cả chống chói này, đầy đủ cả cửa sổ trời cho anh em này. Phòng máy cực kỳ là đẹp. Động cơ 1.5 Sky Active của dòng Mazda này thì cực kỳ là bền bỉ, tiết kiệm rồi. Đó, hiện tại chiếc xe này đang được bên em chào bán với mức giá chỉ 485 triệu thôi anh em nhé. Một chiếc Mazda 3 sản xuất 2017 mang tên cá nhân, biển số là biển số Hà Nội và đây là phiên bản facelift nhé. Xe đã chạy khoảng 5 vạn rưỡi rồi. Đấy, rồi thì anh em có nhu cầu tìm hiểu về chiếc xe lái thử thì hãy liên lạc với em Trường qua số hotline hoặc là qua trực tiếp bên cửa hàng em để xem xe trực tiếp nhé. Giá trên thì vẫn còn thương lượng cho anh em để có thể là vào việc được nhé. Rồi, xin cảm ơn anh em.